Quý vị đang đến với sân khấu của Hào Quang và Tinh Tú hội tụ. Đây là bài hát đầu tiên. Và xin giới thiệu MC Anh Tuấn. Xin được gửi lời chào tất cả các bạn. Như vậy là một tuần qua đi và chúng ta lại cùng gặp nhau trên sân khấu của bài hát đầu tiên. Chúng ta lại nghe những câu chuyện, cùng được đến với những phần biểu diễn tuyệt vời nhất của bài hát đầu tiên. Chương trình bài hát đầu tiên do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ hai hàng tuần trên kênh VTV3. Trên sân khấu của bài hát đầu tiên luôn luôn là những nghệ sĩ đã tạo ra trend. Họ có thể là những nghệ sĩ từ 20 năm trước hay cũng có thể là những nghệ sĩ vào thời điểm hiện tại. Quan trọng hơn thế, các fan sẽ được giao lưu trực tiếp với họ. Họ mang tới đây những bài hit đình đám, những sự kết hợp có 102 trên sân khấu này, và họ cũng kể cho chúng ta nghe những bí mật chưa từng bật mí. Và ngày hôm nay không biết chúng ta sẽ được gặp gỡ với nhân vật chính nào? Nhân vật chính ngày hôm nay là một chàng ca sĩ rất là chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, và màu sắc âm nhạc của chàng ca sĩ này thì rất là trong sáng và mang lại đầy năng lượng tích cực. Đó cũng là một cái người mà cũng rất là thân với em trong cuộc sống thường ngày. Nói như vậy thì chắc là khán giả cũng đã đoán được phần nào rồi. Nhưng để chắc chắn hơn, chúng ta hãy cùng đến với một đoạn clip sau đây để xem nhân vật chính của bài hát đầu tiên hôm nay là ai. Tâm bảo vệ và đấu tranh cho em rất là nhiều, hỗ trợ tất cả vì người ta chê mình quá nhiều. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Em không thể dám cầm vào cái điện thoại ngày hôm đó, nó quá là sốc đối với em. Em ngồi sụp xuống ngay cái máy đó và em không thể làm gì được nữa. Cái đêm hôm đó nó là một cái đêm lịch sử. Em thi tất cả các chương trình âm nhạc trên Việt Nam, không một vòng nào em được lên TV. Đang yêu giọng hát của em mà chỉ bởi vì em thay đổi ngoại hình người ta không yêu em nữa thì tức là người đó nói xạo. Thời điểm nào cũng sẽ có anti fan. Ca sĩ quan trọng nhất là giọng hát cơ mà. Nếu mà nói thế thì tại sao hát hay rồi đi chỉnh ngoại hình làm gì? Em thay đổi ngoại hình chứ em không có thay đổi não của mình. Mà em sẽ không dự định hát đến năm bao nhiêu tuổi, mà em sẽ dự định hát đến khi nào mà em không hát được nữa. Và chúng ta hãy cùng nhau chào đón nam ca sĩ Đức Phúc. Em đã
giờ khi hôn ai cận kề bên tai tựa đầu lên vai, thấy em đang ấm say chắc niềm chẳng hay đôi mình chưa chia tay. Đôi khi tình yêu sẽ hóa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai quấn lấy sai trái đến khi sống lớn cả hai hủy hoại tương lai. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng giữ thừa, một mình đừng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở. Một người mình chẳng ngừng nhớ, nhưng lại quay bước giá vờ, bảo rằng mình cũng như em, hết thương cạn nhớ. Sự thật là chỉ mỗi em, hết thương cạn nhớ. Cảm ơn Đức Phúc cùng hai nghệ sĩ múa của vũ đoàn Echo. Và xin được chào đón Đức Phúc. Ồ, gì đây? Wow. Ôi, ngọc thật đấy. Ờ, chị xin nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn ban nhạc Hoài Sa. Và chúng ta hãy cùng vỗ tay thật lớn hơn nữa để chào đón Đức Phúc tới với bài hát đầu tiên.
chào mừng ca sĩ Đức Phúc tới với chương trình bài hát đầu tiên. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ làm một thủ tục, đó chính là sẽ mời em ký vào trong cái quyển sổ này. Em sẽ ký thật đẹp. Rồi, cho anh mượn. Đây là chữ ký của Đức Phúc. Bật mí cho Đức Phúc biết là trước đó tất cả các chữ ký đều là của những nghệ sĩ có thâm niên rất là lâu năm tới với bài hát đầu tiên. Và Đức Phúc là nghệ sĩ trẻ đầu tiên có thâm niên vào nghề khoảng 5 năm đổ lại, xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu này. Vậy thì để mà chúng ta chào Đức Phúc theo một cái cách khác, tại vì bạn ấy là người trẻ nên chúng ta sẽ đi theo một cái cách khác. Bây giờ Đức Phúc có sẵn sàng chào sân bằng những cái câu hỏi liên quan đến sự nghiệp âm nhạc của mình không? Dạ, đầu tiên em rất là vui và rất là vinh dự khi được có mặt trong chương trình bài hát đầu tiên. Và vinh dự hơn nữa khi mà nghe xong thông tin mà chị Giang vừa nói. Chắc chắn em sẽ luôn sẵn sàng. Nhưng mà hôm nay có một điều khá đặc biệt ở phần biểu diễn đầu tiên. Đó là các khán giả hình như cũng lần đầu tiên được xem đoạn kết chưa bao giờ được kể. Khác với MV gần 100 triệu view của em đúng không? Dạ. Thực ra trong MV thì là nó chỉ dừng ở cái đoạn là anh Lý Trưởng đưa cái vòng đó cho Thị Nở và Chí Phèo kéo Thị Nở chạy mất, không có quay trở lại. Thì khi mà em đi gặp về ban tổ chức của chương trình để bàn về kịch bản, em với mọi người bàn rằng là ok, chúng ta sẽ làm một cái kết mới, Thị Nở sẽ quay lại với Lý Trưởng. Phúc, đúng rồi. Nhưng mà thực ra không, cô ấy quay lại để trả lại cái vòng. Thì lúc đó là cái nỗi đau nó nhân đôi lên luôn. Dạ. Cảm ơn Đức Phúc. Và trên sân khấu cuối cùng là Lý Trưởng lại đưa cái vòng đấy cho Hương Giang và cầm đồ ở đầu thôn. Bây giờ Đức Phúc đã sẵn sàng đến với các câu hỏi chưa? Em sẵn sàng. Vậy thì Đức Phúc là top 1 trending YouTube bao nhiêu lần? Đầu tiên là Yêu Được Không, xong đến Hết Thương Cạn Nhớ, xong rồi đến Hơn Cả Yêu ạ. Dạ, đó là 3 sản phẩm. Câu hỏi tiếp theo dành cho Đức Phúc. MV nào của em view nhiều nhất? Hết Thương Cạn Nhớ ạ, chắc cũng khoảng gần 100 triệu lượt xem. Hơn Cả Yêu là một sản phẩm rất là đình đám trong năm nay. Đức Phúc còn nhớ chính xác là có bao nhiêu lượt xem rồi không? Em mới có xem lại khoảng 80 hay 81 triệu lượt xem. Và thì nếu như mình cộng tất cả những cái MV đã ra mắt thì nó có khoảng bao nhiêu triệu lượt xem? Chắc nó cũng sẽ khoảng 300 hả? Ồ, 300 triệu. Em hơi khiêm tốn thôi, nhưng mà chương trình có cộng gần 400 rồi. Tôi lại hỏi những câu hỏi này để thấy rằng là chương trình mời những nghệ sĩ trẻ tới là bởi vì thực sự trong 5 năm vừa qua, đây là một nghệ sĩ hoạt động rất là chăm chỉ, với 12 MV được ra mắt, với 400 triệu lượt view trên kênh YouTube của nghệ sĩ Đức Phúc, thì Giang nghĩ rằng là bạn rất là xứng đáng để ngồi đây kể về cái quãng thời gian hoạt động nghệ thuật vô cùng thú vị của mình với tất cả quý vị khán giả. Với Đức Phúc thì có một điểm đặc biệt là giọng hát của em. Giọng hát này ngày xưa em có tập không hay là đây là giọng hát tự nhiên nhất của mình? Dạ, nếu mà là câu hỏi này vào 5 năm trước thì chắc chắn đó là một cái giọng hát rất là tự nhiên. Nhưng mà đến bây giờ là 5 năm rồi thì em đã trau dồi rất là nhiều từ cái kỹ thuật hát, học thanh nhạc và cũng như là vũ đạo và tất cả mọi thứ làm sao để củng cố cho cái sự nghiệp của mình nó tốt hơn. Cái xuất phát của em đó chính là một cái cậu sinh viên của trường Đại học Xây dựng Khoa Kiến trúc. Em thích âm nhạc và em thích hát nên em đi thi các cái cuộc thi từ rất là lâu rồi. Cái mùa idol của chị em cũng thi. Ôi thế à? Đây em kể cho. Em thi rất nhiều, em thi tất cả các chương trình âm nhạc trên Việt Nam. Cuối cùng là không một vòng nào em được lên TV. Không một vòng nào. Em không hiểu. Sau khi mà em đi thi quá nhiều và em thấy cái nào cũng trượt thì em mới thấy là em chưa có thực sự là quá là tập trung vào nó. Đến cái năm đó là có tất cả các mùa thi nhưng em không tham gia một mùa nào. Thì đến năm sau thì em mới quyết định là em sẽ tham gia lại chỉ duy nhất một chương trình, đó chính là Giọng Hát Việt thôi. Thì đó là cái Giọng Hát Việt mùa 2015. Dạ, thì... và em đã đạt đến thành công. Và cứ từ sau đấy là tất cả các thứ như là mở đường cho em ấy. Nhưng mà có một điều anh cũng thấy nữa ở Đức Phúc là Đức Phúc hát rất nhiều bài hát về tình yêu. Dạ. Nhưng mà hình như là chưa yêu. Em lý giải tại sao? Thực ra thì là em cũng đã nói một cái thông tin rằng là em cũng đã có từng trải qua một mối tình rồi. Bây giờ định yêu tiếp, yêu lại. Tình yêu nó là một cái việc rất là thiêng liêng mà em nghĩ rằng là nó cần đến cái sự duyên số nó rất là nhiều. Chứ không thể nào mà mình muốn yêu là yêu luôn được. Thực ra anh hỏi vì có hai yếu tố. Thứ nhất là rất nhiều các bạn khán giả muốn được biết. Anh là đại diện cho họ thôi. Cái thứ hai nữa là như này. Với một người mà hát những bài hát tình yêu ấy, thì rất cần cảm xúc. Mình ít nhiều gì yêu rồi thì mình sẽ biết được là yêu đau khổ như thế nào, yêu vui sướng như thế nào, cãi nhau như thế nào. Thì lúc đấy hát nó mới sâu được chứ, đúng không?
Đầu tiên phải bật mí là em rất thích xem phim Hàn Quốc. Ví dụ khi nào mà em yêu, em nghĩ chắc là em sẽ sống trong một bộ phim Hàn Quốc. Em sẽ rất là lãng mạn. Còn mỗi lần mà bước vào phòng thu thì em sẽ chuyển đổi cái cảm xúc đó thành những cái tình yêu khác. Đó là những cái tình yêu với gia đình và tất cả những cái tình yêu với người thân, bạn bè của em. Và những cái quá trình và những cái con đường mà em đã trải qua đó, em nghĩ đó là cái cách mà em có thể đúc kết nên cái cảm xúc mỗi khi mà em thu âm. Giang nghĩ rằng là nghệ sĩ thì có hai kiểu. Một là họ trải qua rất là nhiều các cung bậc trong tình yêu, sau này họ đúc kết lại cái kinh nghiệm và họ chuyển hóa thành cảm xúc trong bài hát. Nhưng cũng có những nghệ sĩ họ rất là giỏi tưởng tượng, họ rất là giỏi đặt mình vào trong một cái hoàn cảnh nào đấy. Thì Giang nghĩ Đức Phúc có thể là một trường hợp như vậy. Tại vì em rất là đáng yêu. Đáng yêu đây là đáng để người khác yêu, và cũng rất là đáng yêu trong mắt mọi người. Và để biết Đức Phúc đáng yêu trong mắt mọi người như thế nào thì Hương Giang sẽ mời quý vị chúng ta sẽ theo dõi những hình ảnh sau đây. Nhà em sẽ gửi tặng chị một đoạn của các khung phẩm. Các bạn Đức Phúc là anh muốn cùng em đi đến nơi chân trời, nhưng chỉ là mơ, một giấc mơ xa vời. Alo, alo, alo. Anh trai rồi nhá. Susan ơi, ngày hôm nay rất là nhiều quý vị khán giả, và cũng đặc biệt là rất là nhiều các quý vị khán giả và nhiều lứa tuổi khác nhau, các em nhỏ cũng có ha, các quý vị khán giả lớn tuổi cũng có, nên là em rất là mong là xin phép các quý vị khán giả lớn tuổi cho em xin tặng một đoạn ca khúc trước bụng đói. Người lớn hay hồi tôi còn có một ước mơ chỉ không. Bạn tôi thích lớn lên được đi khắp muôn nơi, còn tôi không mơ như thế. Những hình ảnh hết sức là đáng yêu, và Giang thì cũng rất là quen thuộc với những hình ảnh này rồi. Rất là nhiều người nói rằng là Đức Phúc đáng yêu như thế này rồi, không lẽ bao nhiêu năm sau không định lớn lên à? Mà cứ đáng yêu mãi vậy, nhiều người người ta không tin đây là cái sự đáng yêu thật. Thực ra thì em nghĩ rằng là tất cả mọi thứ, nếu mà tự nhiên nó sẽ xuất phát từ trái tim, và cũng là mọi người sẽ cảm nhận nó bằng trái tim để đúc kết đến cái điều đó. Tại vì em không phải là một người đem cái điều đó đến với mình, mà là khán giả chính là người nhận định ra cái điều đó. Thì thực ra là đến khi mà khán giả nhận định ra điều đó thì em cũng mới thấy mình, hóa ra là mình cũng như vậy đấy. Em luôn luôn dùng một cái từ đối với em rằng là em không có đáng yêu, nhưng em được cả một cái em rất là tự nhiên trong cách nói chuyện hay trong tất cả mọi thứ. Em sẽ cố gắng làm sao để có thể nói được tất cả những cái điều mà em muốn nói, nhưng mà nó sẽ luôn luôn sẽ phải có một cái chừng mực lễ phép. Nhưng mà anh vẫn còn nhớ hình ảnh của Đức Phúc vào những năm 2015. Hồi đó em ít nói lắm, khác hẳn bây giờ. Em nghĩ chắc là hồi đó đúng là không có quá là tự tin. Còn đến bây giờ thì chắc chắn là qua cái quãng thời gian là 5 năm, và cũng như là qua với tất cả những cái nỗ lực, những cái may mắn mà em gặp được để đến với được một cái Đức Phúc như bây giờ, thì em nghĩ rằng là em không có lý do gì để em không được tự tin, và em không có lý do gì để em không cởi mở cái lòng của mình hơn. Dạ. Bây giờ không chỉ là tự tin hơn đâu, mà chỉ thấy là phong cách thời trang cũng đẹp hơn này. Cái tác phong lên sân khấu bây giờ cũng tự tin giới thiệu bài hát, mọi thứ nó chuyên nghiệp hơn rất là nhiều rồi. Không biết là ai là cái người mà định hình về hình ảnh, rồi là định hình về cái phong cách nói chuyện cho em, hay là em tự mày mò chuyện đó? Cái này phải thú thực rằng là khi mà về về định hướng hình ảnh hay là về tất cả những cái bộ trang phục ăn mặc thì chắc chắn là em sẽ có stylist hay sẽ có designer để làm cho mình những cái điều đó. Còn về những cái gọi là phong cách để nói chuyện với tất cả mọi người hay như thế nào thì em nghĩ rằng là cái đó em sẽ phải là người phải tự cảm nhận. Khi mà em tự cảm nhận được rồi thì em mới có thể thay đổi nó một cách dễ dàng. Qua từng cái thời điểm, cái xã hội nó thay đổi, chắc chắn là con người của chúng ta cũng sẽ phải thay đổi để thích ứng với cái điều đó. Thì em nghĩ rằng là đến thời điểm hiện tại, em sẽ cần phải trưởng thành hơn rất nhiều, và cũng như là phải chín chắn hơn rất nhiều trong cái cách suy nghĩ và cũng như là trong những cái lời nói của mình. Nhưng mà chắc chắn nó vẫn giữ những cái của em. Cái chất của Đức Phúc đúng không? Thế trong âm nhạc thì em có tự không, hay là có ai giúp để khuyên, cố vấn cho em không? Trong âm nhạc thì chắc chắn em sẽ không thể tự được. Chắc chắn rằng là em sẽ luôn luôn có ekip của mình, và luôn luôn có tất cả những người bạn đồng hành của mình, từ PR manager, manager và tất cả mọi người, music producer, để làm cùng với em những cái sản phẩm âm nhạc và những cái mà em muốn gửi đến quý vị khán giả. Nhưng em cảm thấy em là một cái người khá là may mắn. Đây là thói quen mà anh rất lạ. Nhầm. Em cảm thấy em là một cái người rất là may mắn, tại vì rằng là em có thể chủ động
được trong tất cả những cái quyết định của mình. Tại vì từ nhỏ đến lớn là bố mẹ đã tập cho em một cái cách tự lập rồi, nên đó là lý do vì sao mà em luôn luôn chủ động trong những cái quyết định của mình và luôn luôn có những cái ý kiến của cá nhân mình, chứ em không phó mặc tất cả mọi thứ cho ekip hay cho tất cả mọi người. Chủ động nhưng mà có khó tính không? Cái khó tính thì em sẽ không thể nhận định được, nhưng mà tất cả mọi người khi mà làm việc với em thì mọi người đều nói em là một cái người gọi là kỹ tính. Kỹ tính. Dạ, nghĩa mỗi lần làm việc với tất cả mọi người cùng với cái team của mình, em sẽ luôn luôn phải nói cái lời xin lỗi đầu tiên rằng là nếu mà trong cái quá trình làm việc mà em có một cái điều gì đó mà gọi là quá là kỹ hay là quá là chi tiết quá thì mong mọi người sẽ bỏ qua, tại vì đó là cái bản tính của em rồi. Thì em cũng nghĩ rằng là khi mà mọi người làm việc cùng với một cái người như vậy thì chắc chắn nó sẽ cũng sẽ tốt hơn. Câu chuyện bắt đầu của Đức Phúc có vẻ rất hấp dẫn, nhưng mà đến giờ phút này thì anh thấy em vẫn là em, vẫn có một cái chất gì đấy của cậu Đức Phúc năm 2015. Nói đến thời điểm này thì anh lại nhớ đến những bài hát đầu tiên của em. Bây giờ chúng ta hãy tạm gác câu chuyện lại. Em có vui lòng cho tất cả khán giả quay lại ký ức của một cái bài rất nổi tiếng thời gian đó. Bài đầu tiên của em đúng không ạ? Chắc là bài ít view nhất đúng không? Dạ đúng rồi, đó là bài hát đầu tiên đúng nghĩa luôn trong sự nghiệp âm nhạc của em. Em vẫn còn nhớ cái ngày ra mắt của nó là ngày 9 tháng 11 năm 2015. Là cô Tâm đã làm họp báo cho em ra mắt sản phẩm Chỉ Một Câu. Chỉ Một Câu của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Phạm Toàn Thắng. Chị nghĩ là ngày hôm nay với cái sự nổi tiếng mới của em này, với cái tình yêu và với cái sự lan tỏa của chương trình này, em sẽ mang cái bài hát này lên. Và biết đâu nó sẽ lại hot trở lại thì sao. Dạ. Ngay bây giờ trên sân khấu có bài hát đầu tiên, Đức Phúc với Chỉ Một Câu. Một chút yêu thôi, đừng quá xa xôi. Đêm đã khuya rồi, con tim tôi bồi hồi. Nếu mà nói là không bị ảnh hưởng thì chắc chắn là không đúng. Em có bị ảnh hưởng vì người ta chê mình quá nhiều. Thực ra em cũng không muốn nhớ đến những cái lời chê hồi đó luôn á. Người ta chỉ còn muốn là tắt hình đi nghe tiếng còn đỡ hơn. Mở hình lên một cái là không muốn xem, không muốn nghe. Trong lành một ngàn gió đung đưa cười vui, tôi mơ hồ chút thôi để văn thơ còn ngây dài và bài hát chưa trọn lời nữa. Em đâu biết rằng nắng chiều còn non say, tiếng lòng tôi mong manh soi đá như cũng biết cười, lá vàng thôi đang rơi giữa một thu trời phơi. Người có yêu tôi thì đến bên tôi, một chút yêu thôi đừng quá xa xôi. Đêm đã khuya rồi, con tim tôi bồi hồi. Một nét kêu xa, một thoáng hương qua, hay là những câu ca nhắn mãi trong ta. Ôi chưa bắt đầu, như thế chưa bắt đầu. Chỉ một câu. Từng bước chân như dài hơn tôi, mơ hồ chút thôi. Lòng còn vương một câu cười và bài hát hôm
nắng chiều xôn xao, tiếng lòng ai hư hao. Lặng lẽ con đường lá vàng, bóng người thương tôi đâu, tiếng người thương tôi đâu. Người có yêu tôi thì đến bên tôi, một chút yêu thôi đừng quá xa xôi. Đêm đã khuya rồi, con tim tôi bồi hồi. Và giấc mơ qua lặng lẽ trôi xa, hay là những câu ca nhìn mãi trong ta. Ôi chưa bắt đầu, như thế chưa bắt đầu. Đến với chương trình Bá Đầu Tiên và nhân vật chính hôm nay là Đức Phúc. Phần thể hiện vừa rồi làm tôi nhớ đến một câu chuyện, cho phép tôi được kể một chút thôi. Một anh chàng Đức Phúc, tôi được giao nhiệm vụ là chăm sóc anh này trong cuộc thi bài hát Việt. Nếu như Phúc còn nhớ, lúc đó em cũng với bài hát chỉ một câu này. Và tôi đã phải luôn luôn liên lạc với anh ý, và anh ý là một cậu hoàn toàn ngây thơ, chưa biết một cái gì cả. Nói cái gì, hỏi cái đúng cái gì thì nói đúng cái đấy thôi. Nhưng lại mang lại những thành công rất là lớn. Nếu như anh nhớ không nhầm thì vào tháng 11, 2015, chỉ một câu đã đoạt giải bài hát của tháng này. Riêng Đức Phúc thì được giải ca sĩ thể hiện hiệu quả nhất. Và không dừng lại đó, trong năm 2015, anh còn nhớ em trở thành ca sĩ được yêu thích nhất của cả năm. Đúng rồi, chỉ một câu là cái ca khúc mà đầu tiên em được cái giải đó, và thực sự là em rất là vui. Tại hôm đó những cái hạng mục đó có những cái người này được đề cử này, thì tất cả mọi người cùng đi, em cũng đi. Em đến lúc mà xướng tên lên em rất là vui và em rất là bất ngờ, tại vì đó là một cái giải thưởng đầu tiên thực sự em rất là nhớ. Em cũng không nghĩ là anh Tuấn lại nhớ đến kỹ đến như vậy. Anh nhớ chứ, bởi vì anh chàng này rất đáng yêu. Chính vì thế nên làm tôi nhớ, khi anh đi lên anh còn gần như là không biết sẽ phải nói cái gì trên micro. Phát biểu như thế nào, đúng không? Dạ. Bây giờ thì khác hẳn rồi. Dạ, bây giờ thì cũng cố gắng. Sao chỉ một câu là đến cũng đành thôi à? Đến giấu mặt. Giấu mặt? Dạ. Eo, chị còn không nhớ cái bài đấy luôn ấy. Chị chả bao giờ biết bài gì ấy. Không, chị biết của em rất nhiều bài, nhưng mà giấu mặt thì chị không nhớ. Nhưng mà chị nhớ kỹ của chị là hồi đó khi mà em ra cái bài hát đầu tiên, thì lúc đó là mọi người nhắc rất là nhiều đến mối quan hệ giữa em và huấn luyện viên là ca sĩ Mỹ Tâm. Và mọi người nói rằng là nhờ cô Tâm
thì Đức Phúc mới có thể quay cái MV đó. Nhờ cô Tâm thì Đức Phúc mới có được những cái giải thưởng, những cái show diễn đó. Thì lúc đó cô Tâm đóng vai trò như thế nào trong những cái bước đầu trong sự nghiệp của em? Dạ, thực sự em thấy em là một người rất may mắn. Điều may mắn đầu tiên khi mà em được nằm trong đội của cô Mỹ Tâm, tại vì em là một người trực tiếp được cảm nhận tất cả mọi thứ. Gọi là cứ càng vào sâu các cái vòng tiếp theo là em biết là cô đã gọi là bảo vệ và đấu tranh cho em rất là nhiều để em có thể đến được cái con đường như vậy. Khi mà cái thời gian đó mọi người còn nói về cái vấn đề ngoại hình của mình rất là nhiều, em cảm giác như lúc đó là cô Tâm là đang là người một mình để gồng lên bảo vệ em với tất cả những cái dư luận đó. Nên em cảm thấy thực sự rất là trân trọng cái điều đó. Chị Giang cũng là đã qua một cái chương trình truyền hình thực tế rồi, thì cái bước đầu khi mà chúng ta bước ra khỏi cái chương trình đó nó trong rất là khó, quan trọng lắm. Dạ, thì em may mắn một lần nữa khi mà được cô Tâm hỗ trợ tất cả. Cô đã giúp em, thứ nhất là định hướng về cái âm nhạc, thứ hai những cái sản phẩm âm nhạc, cô cho em đi học hát, cô cho em đi học nhảy, đó tất cả mọi thứ gần như là đầu tư cho em, đúng không? Tất cả mọi thứ luôn. Mà mặc dù trước đó công ty của cô Tâm không phải là một công ty để quản lý bất cứ một người gọi là talent nào cả, thì đó là lần phá lệ của cô. Cô đã giúp em rất là nhiều thứ từ hồi đó đến giờ. Và cái hôm ra mắt sản phẩm Chỉ Một Câu là ngày 19 tháng 11 2015, cũng là cô đã làm nên một cái buổi họp báo rất là tuyệt vời. Thì tất cả mọi thứ là đều là cô Tâm đã mang lại những cái điều đó cho em. Nhưng mà MV thì sao? Một bạn thí sinh vừa bước ra từ một cuộc thi thì làm sao có đủ kinh phí để mà mình thực hiện cái MV đầu tay đó? Thì cô Mỹ Tâm có giúp về cái vấn đề này không? Tất cả mọi thứ, không chỉ những là một MV mà cô giúp cho 2-3 MV phía sau. Em rất là may mắn bởi vì là những bước đầu đời đã gặp được một cái người thầy. Nên đó chính lý do vì sao mà em luôn cảm thấy cái sự may mắn nó luôn luôn ở bên cạnh em từ những cái bước đầu như vậy và đến thời điểm hiện tại nữa. Nên em thực sự em cảm thấy rất là trân trọng những cái điều đó. Tại sao mà chị lại nói là chị không nhớ được cái ca khúc Giống Mặt? Tại vì sau cái ca khúc đầu tiên ấy, thì gần như là 2 năm sau đó em thu mình lại rất là nhiều. Lúc đó mọi người còn nói rằng là đấy, đã bảo mà quán quân là bao giờ cái dớp là cũng không nổi tiếng bằng á quân. Thì bỗng dưng đến một ngày trên mạng xã hội bùng nổ lên một cái cậu bé bắt đầu ngồi đánh đàn. Vẫn cái giọng hát đó, vẫn sự đáng yêu đó, nhưng mà một cái khuôn mặt khác hoàn toàn. Và từ đó Đức Phúc giống như là sống lại. Anh chị cũng không thể tin được. Là anh có xem báo mà anh bảo ôi cậu bé ngày xưa đây à. Nhưng mà lúc đó chị đang ngồi ăn với cả bạn bè của chị, mà bạn bè chị không làm nghệ thuật. Những người mà người ta không làm nghệ thuật á thì người ta không tin cái gì trên báo hết. Người ta đọc người ta không tin, người ta bảo là à không, cái này là cái app mới của điện thoại. Thì chị cũng tưởng thế thật. Tại vì em muốn hỏi chị Giang và anh Tuấn để xem là cái cảm nhận của mọi người như nào. Tại vì chắc chắn cái đêm hôm đó nó là một cái đêm lịch sử. Em phải dùng cái từ lịch sử đối với em. Tại vì chính em không thể tưởng tượng nổi cái hiệu ứng của cái việc của cái clip đó nó lại quá lớn đến như vậy. Thực sự nói đúng như chị đang nói là nó một cái lần sống lại của Đức Phúc với cái con đường nghệ thuật này. Cả đêm hôm đấy em không có ngủ, em thức vẫn đến 7 giờ sáng hôm sau. Cái điện thoại ngày hôm đó nó nóng đến mức mà em không thể dám cầm vào cái điện thoại ngày hôm đó, nó quá là sốc đối với em. Và sau cái đêm hôm đó, sáng hôm sau em mới bắt đầu gọi là định thần lại một chút xíu, tại vì thực sự em quá là bất ngờ. Ví dụ như cái lúc mà hình em chưa được đẹp thì người ta thấy là rất là thương em. Em có làm cái gì người ta cũng thấy đáng yêu ấy. Nhưng mà tự dưng một ngày tự dưng em đẹp, cái tự dưng người ta bảo là ơ, sao ngày xưa bảo là ca sĩ quan trọng nhất là giọng hát cơ mà, không quan trọng ngoại hình cơ mà. Sao ngày xưa bảo là em thấy em mập nhưng em đung đưa nhưng mà em đáng yêu cơ mà. Nếu mà nói thế thì tại sao hát hay rồi đi chỉnh ngoại hình làm gì? Thì khi mà bắt đầu mình đẹp lên và người ta bắt đầu tấn công mình như thế thì em cảm thấy như nào? Là một cái vị nhà báo có hỏi rằng là liệu khi mà thay đổi ngoại hình này thì Đức Phúc gọi là còn cái sự hồn nhiên đáng yêu như cái ngày trước hay không? Thì em mới có trả lời là em thay đổi ngoại hình chứ em không có thay đổi não của mình. Thì chắc chắn tất cả mọi thứ ở trong con người em nó vẫn sẽ như vậy. Chứ em sẽ không thể nào mà em thay đổi ngoại hình và em thay đổi luôn được cái tính cách và cái suy nghĩ hay là cái đầu óc của mình được. Và đến bây giờ nó cũng là một cái câu trả lời cho tất cả quý vị khán giả khi mà em đã trải qua cái quãng đường đến thời điểm hiện tại. Và tất cả những sự thay đổi đó từ trong sự nghiệp cũng như là ngoại hình thì là đều do em hay là có những tác động bên ngoài vào không? Nói về cái quyết định thay đổi ngoại hình, nếu mà nói là không bị ảnh hưởng thì chắc chắn là không đúng. Em có bị ảnh hưởng vì người ta chê mình quá nhiều. Thank you.
em cũng không muốn, còn muốn nhớ đến những cái lời chê hồi đó luôn á. Người ta chỉ còn muốn là tắt hình đi nghe tiếng thì còn đỡ hơn, mở hình lên một cái là không muốn xem, không muốn nghe. Nói ra thì bảo tàn nhẫn chứ thực sự quý vị ơi, thời đại thì nó thay đổi rất là nhiều. Bây giờ nói thật, nếu mà nói là chỉ nghe nhạc bằng tai thì không có đâu quý vị. Người ta đã nghe nhạc bằng nhiều giác quan chứ cũng không phải là chỉ mắt không. Cho nên là nếu mà nghệ sĩ nào người ta có cái nhu cầu thay đổi để đẹp lên thì tất nhiên nó là bởi vì người ta phải làm như vậy để chạy theo một cái sự thay đổi của cái dòng chảy xã hội mà thôi. Chắc chắn ngoài cái quyết định của bản thân mình thì đó chính là những cái lý do tác động đến em rất là nhiều để em đến cái quyết định rằng là à, ok, mình sẽ thay đổi ngoại hình của mình. Tại vì lúc đó em chỉ nghĩ rằng là mình thay đổi ngoại hình, may mắn mà cái vẻ ngoài nó được ưa nhìn hơn thì có thể mình sẽ tự tin hơn trong cuộc sống. Chứ lúc đó em cũng không có nghĩ đến là mình thay đổi ngoại hình thì cái sự nghiệp của mình nó sẽ tốt lên. Em không có nghĩ đến cái điều đó. Em muốn làm thế nào để cho cái bản thân mình là cái người phải vui, phải hạnh phúc đầu tiên trước. Thì em nhớ trước cái lúc mà em đưa ra cái quyết định thay đổi ngoại hình đó thì em có hỏi cô Tâm, con có nên làm cái điều đó hay không. Thì cô còn nói với em một câu rằng là cái việc này nó là một cái việc rất là quan trọng của cả cuộc đời. Cô sẽ không thể đưa cho con bất cứ một cái lời khuyên hay một cái quyết định nào được cả. Nhưng cô chỉ nói đúng một câu rằng là con hãy quyết định một cái quyết định nào mà nó khiến con hạnh phúc. Và khi con quyết định cái điều đó rồi thì con sẽ con không được hối hận. Đúng rồi. Thì em đã trả lời cô rằng là vậy thì con sẽ làm. Chị nghĩ rằng là em có một cái quyết định nó hoàn toàn là chính đáng. Em đã hát hay rồi. Cái việc em mong muốn có một cái ngoại hình để nó tương xứng với cái giọng hát của em, đó là cái quyền của em. Còn nếu như bất kỳ ai mà người ta cảm thấy khó chịu với cái điều đấy thì tức là người ta không muốn mình tốt lên. Còn ai mà bảo là đang yêu giọng hát của em mà chỉ bởi vì em thay đổi ngoại hình người ta không yêu em nữa thì tức là người đó nói xạo. Cho nên chị nghĩ rằng là với tất cả những cái người yêu thương em, đặc biệt là các bạn khán giả ngồi đây, các bạn muốn được nhìn thấy em đẹp và cuộc sống của em nhiệm màu hạnh phúc hơn, và em đã làm cho chính cuộc đời của mình tươi sáng hơn. Và chị chúc mừng em vì cái điều đấy. Dạ. Sự nghiệp của Đức Phúc với rất nhiều bài hit, trong đó có một bài hit mà anh rất ấn tượng vì tuyến melody và cách xử lý giọng của em. Một bài của Khắc Hưng, đấy là Ánh Nắng của Anh. Ánh Nắng của Anh. Vâng. Và bài hát đó đã mang lại cho em những giá trị như thế nào? Ôi dồi ôi, nhắc đến bài hát đấy nó lại phải kể như này nữa con. Thực ra em còn nhớ cái thời điểm ra bài hát đó là 28 hay là 29 hay là 30 tháng 12 năm 2016. Nhạc phim đúng không? Đúng rồi, nhạc phim Chờ Em Đến Ngày Mai. Thực sự trước đó em là một cái người em rất là mê được hát nhạc phim. Thì xong một ngày bên chị quản lý ở bên công ty Cô Tâm mới gửi là này Sướng nhớ chuẩn bị được hát nhạc phim rồi, em rất là vui. Nhưng mà phải thú thực rằng là cái thời điểm mà khi cái ca khúc đó được ra mắt thì nó không được cái hiệu ứng như mình mong đợi. Thì em vẫn thấy rất là vui là vì em đã được hát nhạc phim. Thì xong rồi sau đó khi mà cái lần trở lại kia thì em cũng hát ca khúc đó trong cái video clip đó, thì nó như là một lần được sống lại của ca khúc Ánh Nắng của Anh. Thì em nghĩ là đó cũng được gọi là một cái bản hit đầu tiên trong sự nghiệp của em. Tức là em thu âm lúc mà em chưa thực hiện phẫu thuật. Đã. Nhưng mà lúc em hát lại thì nó hot. Thực ra cái hồi đó cũng có hot, tại vì hồi đó là anh Trấn Thành có hát bài đó trong đám cưới. Thì cũng được mọi người biết đến rất là nhiều. Nhưng mà đến cái lần mà trở lại với cái video clip kia thì nó như là một lần sống lại của ca khúc đó. Nói đến bài hát này thì hôm nay anh nghĩ em phải hát lại. Còn em hát lại một mình hay em muốn thay đổi hay là em muốn như thế nào thì đấy tất cả là quyền của Đức Phúc. Bây giờ tất cả khán giả sẽ cùng chờ đợi một bài hát Ánh Nắng của Anh, phiên bản hát trên sân khấu của bài hát đầu tiên. Chúng ta hãy cùng chờ xem Đức Phúc thể hiện bài hát này như thế nào. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm. Phải được biến thành Ưng Hoàng Phúc mà chỉ được trong phòng tắm thôi. Như là họ nói, họ dùng những cái lời lẽ mà thực sự là nó không được đẹp hoặc là xấu, nhưng mà nó có thể giúp mình xây dựng, em vẫn sẽ tiếp thu. Chỉ thích cái cách mà em dành nhiều thời lượng để nói về fan.
Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Có một người rất yêu một người rất đợi chờ, dẫu cho người ấy không thể. Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, hát một mình, hát cho nỗi nhớ đong đầy. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Có một người vẫn yêu một người vẫn đợi chờ, dẫu cho người ấy không về. Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, hát một mình, hát cho nỗi nhớ đong. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta. Trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây, những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thân gần bên em, sẽ luôn là vòng tay trong mây không xa rời.
em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Một tràng pháo tay cho anh Ưng Hoàng Phúc, Đức Phúc. Xin cảm ơn và chúc mừng hai anh em. Ưng Hoàng Phúc ơi, cho mình hỏi là khi mà Đức Phúc mời Ưng Hoàng Phúc hát chung trong liên khúc này thì Phúc có mất nhiều thời gian để suy nghĩ không? Thực sự là Phúc muốn hát chung với em ấy lâu rồi. Nên là khi em ấy ngỏ lời mời cái là không cần phải chuẩn bị để suy nghĩ đâu, gật đầu cái rụp liền. Có phải Đức Phúc mời Ưng Hoàng Phúc vì cũng cùng tên để có một màn song phúc ở trên sân khấu của bài hát đầu tiên không? Anh nói hết ý của em ra. Nếu anh nói cái ý đó rồi thì em còn một ý khác để em chia sẻ như này. Cái này là chưa bao giờ chia sẻ. Nghĩa là ngày xưa khi mà em nhớ là em còn rất là nhỏ thì nhà có 4 anh em, là 2 anh em họ và 2 anh em ruột của em, luôn luôn mua CD của anh Ưng Hoàng Phúc và nhóm HAT. Là cứ lúc nào là đến cuối tuần là được lên bà ngoại chơi là 4 anh em bật CD đó lên. 4 anh em đóng từng người ở trong đó. Lúc nào em cũng nhận lại để em đóng anh Phúc, tại vì em tên là Phúc. Nhưng cuối cùng lúc nào em bị đóng làm chị Phạm Huỳnh Anh. Nó còn đen như này cơ. Nghĩa là trong cả 4 anh em nhá, cả 3 người còn lại từng người đã được đóng anh Hoàng Phúc rồi, nhưng em chưa một lần nào mà em cứ phải đóng lần lần chị Phạm Quỳnh Anh, xong rồi chị Ngô Quỳnh Anh, xong rồi đến chị Lương Bích Hữu, em cứ đóng hết 3 chị luôn. Nhưng mà có bao giờ đóng trộm Ưng Hoàng Phúc không cùng với 3 người kia không? Đóng trộm lúc mà ở trong phòng tắm. Đấy, em chỉ có những cái cơ hội đóng anh Phúc là lúc mà em đang đi tắm như vậy. Hôm nay anh đứng trên sân khấu này thì mới nghe được những lời tâm sự của em kể về quá khứ của mình. Anh cũng rất là bất ngờ. Và nghe kể như thế thì càng thương em hơn. Em cảm ơn anh. Kể như vậy thì mới biết là cái lần song ca này thực sự nó là một cái lần rất là tuyệt vời đối với em. Phải được, phải được biến thành Ưng Hoàng Phúc mà chỉ được trong phòng tắm thôi. Đối với Phúc thì Phúc ấn tượng Đức Phúc trong cái lần đầu tiên mà khi nghe em ấy thi trong một cái cuộc thi giọng hát Việt. Và lúc đó thì Phúc thấy sao một cái cậu bé mà có một cái giọng mà nó lạ như thế, nó đặc biệt như thế, mà nó đầy nội lực. Thì Phúc ấn tượng luôn, ấn tượng từ đó. Thì sau một thời gian dài khi mà Đức Phúc đã đoạt giải, xong rồi vẫn tiếp tục cái con đường âm nhạc của mình và cho ra rất là nhiều bài hát hit, thì lúc đó Phúc mới thấy là Đức Phúc phát triển được cái khả năng và cái tài năng của mình, và càng thích em ấy hơn. Rồi cũng có một lần Phúc tham dự một số chương trình gì đó thì có những cái câu hỏi phỏng vấn là muốn song ca với ai, thì Phúc nói ngay là Phúc thích song ca với Đức Phúc. Và đã lâu lắm rồi mà Phúc cũng không có dịp để nói ra cái điều này, vì cái lý do đó mà khi mà Đức Phúc gọi mời Phúc cái là Phúc gật đầu liền là như vậy. Chứng tỏ là qua bao nhiêu chương trình rồi, hôm nay bài hát đầu tiên mới có một cơ hội đặc biệt đến như này. Tôi có một ý nho nhỏ như này, nếu như một ngày nào đó bài hát đầu tiên mong muốn Ưng Hoàng Phúc làm nhân vật chính thì bạn có đồng ý không? Xin lỗi Ưng Hoàng Phúc là tôi hơi ép một chút vì ở đây có rất nhiều khán giả. Thực sự là Phúc cũng rất là sẵn lòng nếu như mà chương trình đã có lời mời. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ. Nhưng mà cùng với lời hứa này thì anh lại hỏi Đức Phúc, nếu như Ưng Hoàng Phúc mời ngược em thì em có hát không? Em hát coi như là hát 2 bài, 3, 4 bài hết chương trình luôn. Bài nào anh Phúc đưa em hát bài đấy. Thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ được chờ đón những phần biểu diễn kết hợp giữa Ưng Hoàng Phúc và Đức Phúc trong một chương trình bài hát đầu tiên nào đó với nhân vật chính là Ưng Hoàng Phúc. Một lần nữa chúng ta hãy cùng cảm ơn Ưng Hoàng Phúc. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn anh Tuấn. Vâng, còn bây giờ thì các bạn đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Bà nhận ra ai không? Bà, thế nên bây giờ bà thu xếp bà để xem chương trình của con nhé. Đi chơi tới bến, không lo nghĩ, không quên ngày mai là như thế nào. Rồi, nói thế đủ rồi, mai bà nói tiếp. Vào đây là chỉ có là vui vẻ đi ăn đi chơi. Vâng, con chào bà. Mai nhé bà nhé.
Em có thể giải thích về việc này. Trong cái chương trình ngày hôm nay, khi mà đến cái phần mà gọi là về những cái người yêu thương mình, những cái người fans của mình, thì em có mời một người fans mà gọi là lớn nhiều tuổi của mình đến với cái chương trình này cùng em để chung vui với em ngày hôm nay. Thì đó chính là bà Tâm ở ngoài Quảng Ninh. Cháu mời cô Tâm có thể đứng lên một chút được không ạ? À, đây là nhân vật đặc biệt của Đức Phúc. Cháu chào cô ạ. Mặc hẳn áo dài luôn. Hôm nay có mặt ở trong show của bài hát đầu tiên đặc biệt về Đức Phúc, thì cảm xúc của cô như nào và tình cảm của cô với Đức Phúc như nào ạ? 2015 đấy là cô đã biết Phúc từ cái lúc đó cơ. Thế là cô cứ theo dõi thì cô thấy Phúc hát hay quá. Giọng thì ấm ơi là ấm. Thế mà làm sao chất để cứ thật ơi là thật. Thế là cô cứ chỉ thích Phúc thôi. Thế là cô cứ lúc nào cô cũng xem Phúc, lúc nào cô cũng xem. Nấu cơm cô cũng xem, rồi rửa rau cô cũng xem. Rồi lắm hôm cô luộc khoai cô xem Phúc rồi, đến khi khoai của cô thành củ than. Tất cả tại Phúc hết. Cô mới lung lấu trong lòng, cô mới bảo là kiểu gì thì kiểu cô cũng phải đi một chuyến để xem Phúc hát. Phúc hát gần xong rồi cô bảo thôi quả này chết rồi, không gặp được cái này thì toi. Thế là cô mới phóng lên trên sân khấu. Thế là ôi, thế là gặp được Phúc ôm chầm đi cô rồi, ôi cảm giác trong cô có lẽ không bao giờ quên. Vâng, cảm ơn cô. Trời ơi, lần đấy mặc cái bộ đồ ở nhà, sau cái dáng khắc khổ, xong rồi tóc muối tiêu. Mọi người biết sao không? Cái ấn tượng đầu tiên đó là tay cứ cầm lên này, lên để tặng cái quà. Bảo là tao tặng xong tao đi về, muộn rồi tao phải về. Thế xong rồi mở ra, trời bên trong toàn là trứng gà non. Rồi, đã rồi. Xong bảo thế bây giờ bà có yêu cầu con hát bài gì không? Thế cô yêu cầu hát bài Mẹ Yêu. Thế đó coi như em yêu cầu em hát xong em nhìn bà xong em khóc tu. Và lúc đó thì cô Tâm đã không ngại ngùng dám bay lên sân khấu để ôm Đức Phúc, thì chỉ nghĩ rằng là ngay bây giờ Phúc có thể từ sân khấu lao xuống dưới để ôm cô Tâm. Một em người... chỉ đợi khoảnh khắc đấy thôi đấy. Ôi trời lại quá tiếc. Ôi giời. Xin cảm ơn cô Tâm. Rồi, tiện thể em xuống luôn rồi. Trong cái hội trường ngày hôm nay, chắc chắn là đây là những cái người mà rất là yêu thương Đức Phúc rồi. Nhưng có một người cũng rất rất là quan trọng đối với em. Từ năm 2015 đến bây giờ, luôn luôn sát cánh mà em coi người đó cũng như là một người thân trong gia đình của em. Đó chính là cô Ngọc. Như là một người mẹ thứ hai của em luôn. Tại vì cô là một cái người mà rất là quan trọng đối với em. Mọi người biết rằng là trong cái quãng thời gian mà khi năm 2015, 2016, 2017, nó là những cái quãng thời gian mà thực sự em rất là khó khăn. Nó khó khăn về tất cả mọi thứ, khó khăn về cả kinh tế, khó khăn về cả tiền bạc. Thì đây chính là người mà luôn luôn sát cánh bên em trong cái thời gian đó. Và chỉ là coi mình trên truyền hình, xong tìm đến mình để yêu thương và dành cho những cái tình yêu thương mà nó quá là vô điều kiện như vậy. Nên là con cảm ơn cô rất là nhiều. Vâng, cảm ơn cô. Còn bây giờ cho anh được hỏi, còn bạn nào khác là fan đặc biệt của Đức Phúc ở xa nữa không? Chào em. Em có thể đứng lên không? Bạn này là nhớ luôn. Dạ. Em nhớ cái câu chuyện của bạn này rất là nhớ. Tình cờ rằng là em được nghe cái câu chuyện bạn nói với em trên radio. Thì bạn này là một bạn mà ở rất là xa. Thì năm đó là bạn nói là bạn lên Bình Dương bạn ở. Thì nhưng mà cái lúc đó là bạn không có đủ điều kiện, bạn không có một cái phương tiện điện tử nào như là điện thoại để bạn có thể tìm được đường lên đây để gặp em trong một cái chương trình ca hát, ca nhạc. Thì cuối cùng bạn quyết định rằng là bạn mở Google ở trên máy tính, bạn vẽ lại cái bản đồ từ Bình Dương lên đến cái chỗ của em biểu diễn. Bạn cầm cái tờ giấy đó đi đến cái người mà sẽ đưa bạn đến đó và sẽ đi theo cái bản đồ mà bạn đã vẽ. Hôm nay có phải bản đồ em đang cầm không? Dạ, bản đồ này là của anh Phúc gửi cho em để vào đây ạ. Tức lại là bản đồ Phúc vẽ ngược lại đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Kể từ ngày hôm đó tới giờ là đêm em cứ trằn trọc, đêm nào em cũng mơ về anh Phúc hết. Kiểu em rất là trông ngóng tới ngày để được gặp anh Phúc như hôm nay. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Đích thân Đức Phúc đã vẽ bản đồ này đúng không? Chúng ta sẽ xem là Đức Phúc tài vẽ như thế nào nào.
Đấy, các bạn chuẩn bị nhá, hồi hộp này. Đây, đây là tài vẽ của Đức Phúc. Chiếc bản đồ tôi nhìn thấy có trái tim này. Đây là nhà. Và đây là Phúc đang ở đây nè, đây vẽ cả Đức Phúc. Rất là kỹ càng, có thể thấy là Phúc rất là quan tâm đến fan và có những hành động đáng yêu như chính cái tính cách của Phúc vậy. Phải nhận xét thật sự là fan của Phúc rất là vui tính, rất là dễ thương, giống như tính cách của em. Ngoài ra thì mình còn những cái kỷ niệm gì nữa? Đấy là fan cho em, thì còn em làm gì cho fan? Chị đang đi hát thì không biết là kiểu khi mà chị biểu diễn bên trên, chị sẽ thấy fan club của mình cổ vũ rất nhiều đúng không? Rồi. Mà kiểu hét ầm lên đúng không? Đúng. Đó cái lịch diễn nó lại quá là dày, mà ngày nào mọi người cũng đi và cũng với cái tần suất hét như vậy là chắc chắn cái cổ họng nó sẽ không thể nào mà ổn định được. Em mới nghĩ ra cái lần tiếp theo em mua cái viên ngậm bổ phế cho các bạn. Rất là tâm lý. Em mua cái viên ngậm bổ phế cho các bạn không? Đến lúc mà xong xuôi gặp tất cả mọi người là em phát nào đấy lại phát cho mỗi người một viên. Nhưng mà bao nhiêu cho đủ? Em mua rất nhiều mà em phát được hết mà cuối cùng còn thừa là em cầm về. Và đến tiếp theo nữa lại là mùa đông, đi hát một ngày mùa đông coi như là môi lạnh tái tê. Fan ở dưới là cũng là môi lạnh tái tê. Rồi sau rồi là em bảo thôi chết rồi, lạnh mà cổ vũ rồi nhiệt tình mà lạnh lắm luôn, không thể hiểu nổi. Thì sau em mới quyết định hôm sau em có một cái món mà em cũng rất là hay sử dụng trong mùa đông, đó chính là trà gừng. Em lại mua vài hộp trà gừng, là diễn xong em lại đi gặp lại phát cho hết tất cả trà gừng. Những cái mà đã giúp cho mình rồi thì bây giờ sẽ giúp cho tất cả mọi người. Chứng tỏ Đức Phúc luôn luôn quan tâm đến fan đúng không? Tình cảm của fan hay là bản thân em cũng gửi gắm tình cảm của em cho fan rất nhiều. Em cũng cố gắng như thế nhưng mà chắc chắn nó sẽ còn rất là nhiều những cái thiếu sót và mình không thể nào mà mình đủ hết được tất cả mọi thứ. Thế nên là em chỉ cố gắng đến mức nào em có thể thì em vẫn sẽ làm. Thế nếu như mình không làm hết được thế, có khi nào mình có anti fan không? À, có chứ ạ. Em nghĩ ai chắc ai cũng có thôi. Dạ. Anh Tuấn làm MC cũng có. Không, anh Tuấn chắc không anh có. Anh có khi nhiều. Em đùa chút xíu thôi. Từ ngày xưa đến bây giờ cũng vẫn còn rất là nhiều. Như là họ nói, họ dùng những cái lời lẽ mà thực sự là nó không được đẹp cho lắm với mình. Nếu mà đối với Đức Phúc của 5 năm trước thì trước tự là em bị ảnh hưởng rất nhiều. Em còn nhớ là một cái hôm, đó là hôm em đang đi đến cái phòng tập để em chạy máy giảm cân. Thì xong em đọc được những cái comment họ chê về rất là nhiều thứ và họ comment về cái việc giảm cân của em nữa. Thì cuối cùng là em ngồi sụp xuống ngay cái máy đó và em không thể làm gì được nữa. Em ngồi đó 2 tiếng đồng hồ xong em không tập gì được nữa, em đi về. Thì lúc đó em bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng mà đối với Đức Phúc của năm 2020 bây giờ thì chắc chắn rằng là em sẽ có một cái tinh thần nó tốt hơn để đón nhận được những cái điều đó và nó sẽ không còn ảnh hưởng với mình quá nhiều như ngày xưa. Chắc chắn cái thời điểm nào cũng sẽ có anti-fan. Và thực ra vẫn là những cái ý kiến xấu nhưng mà nó có thể giúp mình xây dựng, em vẫn sẽ tiếp thu, em vẫn sẽ nghe. Nhưng mà những cái ý kiến mà không có cái mang cái tính chất xây dựng thì em sẽ bỏ qua ngay lập tức. Quan trọng nhất thì em đã tìm được một cái cộng đồng, những người mà thực sự yêu thương em. Và phải nói rằng là hơn cả cái chữ yêu thương đấy là người ta coi em như một gia đình. Ngay bây giờ tôi đang muốn giới thiệu tới quý vị một ca khúc mà không thể hợp lý hơn vào thời điểm này, một ca khúc rất là hot của Đức Phúc trong năm nay, Hơn Cả Yêu. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Em cũng không nghĩ rằng là cái điều mình làm nó lại nghĩ lại. Thực sự là trước đó em không thể tưởng tượng nổi hay là có thể nghĩ đến một cái viễn cảnh như bây giờ. Khi mà nghe xong tất cả câu chuyện của mọi người thì em mới thấy rằng là nó thực sự nó là một cái điều rất là kỳ diệu mà em không nghĩ rằng là em rất là vui và em sẽ không có thể nói gì hơn là ngoài chúc anh chị luôn hạnh phúc bên nhau và đi với nhau đến cuối cuộc đời này. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Phải nói thế nào
để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không sâu lắng. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả em. Khung cảnh thật là tuyệt vời với những hình ảnh trong video clip và MV của Đức Phúc Hơn Cả Yêu. Thì chúng ta đã được trải qua những câu chuyện tình yêu rất khác nhau. Và hôm nay ở trên sân khấu lúc này lại là ba câu chuyện tình yêu mà chúng tôi rất mong muốn được nghe các bạn. Ta hãy cùng làm quen với câu chuyện tình yêu của cặp đôi ở bên cạnh tôi đây. Đó chính là vận động viên bơi lội Minh Lý và huấn luyện viên của bạn Hoàng Anh, cùng hai bé con nữa. Minh Lý cảm thấy rất vinh dự được đến với cái MV của Đức Phúc. Mà khi quay MV á, nói thiệt cho các bạn nghe nha, là mình không hề được gặp Đức Phúc, mà những bạn kia thì được. Khi mà đã quay xong MV rồi thì cái cơ hội mà để gặp lại Đức Phúc thì chắc rất là khó khăn. Như hai cuộc điện thoại mà Đức Phúc mời á, cả đêm Lý ngủ được luôn. Cái điều ao ước của mình á là thành hiện thực, có nghĩa mình được nhìn thấy người thật. Mà nhất là con trai 5 giờ sáng đã thức rồi. Từ ở dưới Cà Lại Tiền Giang lên, chỉ ao ước là con sẽ gặp được chú Phúc. Con có muốn đứng cạnh chú Phúc không? Con ra đây đứng cạnh nhá, ra đây. Hồi lúc Lý 18 tuổi, tình cờ Lý có xem một bộ phim. Cái bạn ở trong phim đó, bạn ấy rất là nhiều nghị lực. Bạn ấy tên là Suna. Và Lý ao ước là sau này mình có con, mình sẽ đặt là tên là Suna. Ai cũng ao ước được làm mẹ. Mà giống như là Lý cũng ao ước điều đó. Còn mình có được điều đó hay không là nó tùy vào duyên. Nhưng mà hôm nay Lý được cái điều đó. Và Lý sinh người con gái đầu tiên, là Lý đặt tên là Suna, là để có nghị lực giống như cái bạn diễn viên đó. Mà giống như cuộc sống của Lý cũng vậy, giống như Lý đi không có được, Lý phải trải qua rất rất nhiều khó khăn để được một chút xíu như ngày hôm nay. Là
xin lỗi vì bé nó cảm xúc quá. Tôi nghĩ rằng câu chuyện vừa rồi của bạn, những cảm xúc ở trên sân khấu vào lúc này, gia đình bạn đang là nguồn cảm hứng và truyền cảm hứng đến tất cả chúng tôi. Một nguồn cảm hứng của tình yêu, một nguồn cảm hứng của hy vọng, một nguồn cảm hứng của những khó khăn và vượt lên tất cả. Một lần nữa chúng ta hãy cùng chúc mừng hạnh phúc cho gia đình của Minh Lý và Hoàng Anh cùng hai bé con rất đáng yêu. Chúng ta vẫn thấy là tình yêu rất là tuyệt vời đúng không? Và tình yêu thì không có bỏ rơi bất kỳ một ai mà khát khao nó cả. Và ngày hôm nay trên sân khấu thì chúng ta cũng còn hai cặp đôi nữa. Bên cạnh Hương Giang đây là một cặp đôi đã yêu nhau 4 năm, là chị Ngọc Dầu và anh Quốc Linh đúng không ạ? Không biết là cái khoảnh khắc mặc váy cưới ngày hôm nay trên sân khấu nó đặc biệt như thế nào với anh chị? Cảm thấy rất là vui. Vợ chồng em 4 năm nay ao ước cái đám cưới, nhưng cứ nằm đêm suy nghĩ là không biết khi nào mình được trở thành được hơn hiện thực. Mình chưa có tổ chức đám cưới ạ? Chưa. Em mới nói với chồng em là anh ơi, em cũng mơ ước có đám cưới, không biết khi nào mà mình được giống như người ta, giống như bạn bè mình. Anh mới nói với em là cố gắng lên em, cố gắng sẽ được. Còn sau này thì cha mẹ thấy tội, rồi hai bên gia đình nấu một mâm cơm, rồi cái đầu hai gia đình gửi lại, rồi cho hai đứa nó ở với nhau. Tức là hai anh chị đã yêu nhau 4 năm nhưng vì hoàn cảnh nên là dạ, mình chưa có dám tổ chức một cái đám cưới linh đình. Dạ. Thực sự với một người phụ nữ hoặc ta nghĩ rằng với bất kỳ ai yêu nhau thì đám cưới là một trong những cái, tất nhiên nó không phải là bắt buộc, nhưng nó là một cái cảm xúc mà ai cũng muốn trải qua trong cuộc đời đúng không? Và ta nghĩ rằng là có thể mình chưa được trọn vẹn ngoài cuộc sống, nhưng mà ngày hôm nay nhờ sân khấu bài hát đầu tiên thì anh chị được cưới không chỉ là trước mặt bao nhiêu khán giả ở đây đâu, mà còn trước mặt hàng triệu triệu khán giả xem truyền hình nữa. Cảm ơn chương trình bài hát đầu tiên đã mang lại cho hạnh phúc cho hai vợ chồng em ngày hôm nay. Em xin cảm ơn. Ở phía bên này chúng ta hãy cùng làm quen với câu chuyện của hai anh chị, anh Hoàng Giang và chị Hồng Thi. Em tên là Hồng Thi, chồng em là Đặng Hồng Giang. Hai vợ chồng em yêu 10 năm nay rồi, mà vợ chồng em chưa có một cái đám cưới. Nhưng ngày hôm nay vợ chồng em rất là hạnh phúc. Hai vợ chồng ở An Giang á, một năm chỉ có về một lần, năm về năm không mà. Giờ nhờ An Phúc đây tổ chức cho chương trình vợ chồng em một cái đám cưới, em rất là hạnh phúc. Con có lẽ rằng hôm nay sân khấu lúc này trở nên vô cùng đặc biệt. Đặc biệt không chỉ bởi vì tình yêu của các bạn, mà đặc biệt bởi vì đức phúc và chương trình. Nhờ có những ý tưởng này mà hôm nay sân khấu đã biến thành một hội trường nho nhỏ, và mong rằng các bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc. Từ nay cuộc đời sẽ luôn luôn tươi sáng và có nhiều hy vọng hơn. Đức Phúc có muốn nói gì không? Em cũng không nghĩ rằng là cái điều mà mình làm nó lại đi lại. Thực sự là trước đó em không thể tưởng tượng nổi hay là có thể nghĩ đến một cái viễn cảnh như bây giờ. Khi mà nghe xong tất cả câu chuyện của mọi người thì em mới thấy rằng là nó thực sự nó là một cái điều rất là kỳ diệu mà em không nghĩ rằng là em rất là vui. Và thực sự rằng là cảm ơn anh chị rất nhiều vì đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Và cái ngày hôm nay nó, để mà nói là một cái lễ cưới thì thực sự nó cũng sẽ không hẳn được như vậy, nhưng em sẽ cố gắng làm sao nhất để nó được giống một cái lễ cưới nhất có thể, khi mà anh chị có thể được mặc một cái bộ váy cưới, những cái bộ com lê. Cái giây phút mà được quý vị khán giả chứng kiến như thế này thì em sẽ cố gắng hết sức, và cũng như rằng là để cho nó đúng với một cái nghi lễ đám cưới nhất, thì ngay cái ngày hôm nay em cũng có chuẩn bị những cái món quà để gửi tặng đến ba cặp đôi, đến anh chị. Nó chỉ là một cái món quà nhỏ thôi, nhưng hy vọng anh chị sẽ luôn luôn yêu thương nhau thật là nhiều, và cũng như rằng là sẽ cùng nhau đi tiếp trên cái con đường còn lại. Hôm nay em có chuẩn bị đó chính là ba cặp nhẫn cưới để gửi tặng cho anh chị, và hy vọng là chúng ta sẽ có một cái lễ thành hôn ngay trên sân khấu ngày hôm nay. Thực sự em rất là vui, em sẽ không có thể nói gì hơn là ngoài chúc anh chị luôn hạnh phúc bên nhau và đi với nhau đến cuối cuộc đời này. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói ba điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả.
trong thời gian tới, trong cái tương lai gần, nó sẽ là những cái ca khúc mà đem đến những cái điều rất là vui tươi, những cái điều rất là hạnh phúc. Để khi mà quý vị nhắc đến Đức Phúc sẽ là một cái chàng trai mà luôn luôn mang được những cái điều hạnh phúc và luôn luôn mang được những cái nguồn năng lượng tích cực đến quý vị khán giả. Còn liên tưởng đến một cái hình ảnh nữa ở Việt Nam mà rất là đặc trưng, đó chính là Ninja Lead. Người ơi, đừng về. Làm sao để vui một khi mời quý vị đang quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng nam ca sĩ Đức Phúc. Nãy giờ thì chúng ta đã có rất là nhiều khoảnh khắc, từ những cái lúc em mới vào nghề này cho tới cái lúc mà sống trong cái tình cảm của những người hâm mộ. Thì gần đây Đức Phúc có một cái sản phẩm âm nhạc mới mang tên gọi là Người ơi người ở đừng về. Cái nó rất là khác với cả cái màu sắc của các ca khúc ballad trước đây mà Đức Phúc thể hiện. Tại sao lại có cái định hướng thay đổi này? Em nghĩ rằng là khi hiện tại mình là một cái nghệ sĩ trẻ, cái độ tuổi còn khá là trẻ để làm được rất nhiều thứ, thì em muốn rằng là trong cái con đường sự nghiệp âm nhạc của mình, nó sẽ không chỉ gói gọn trong gọi là cái thế mạnh của mình là ballad, pop ballad, thì em muốn thử sức rất là nhiều thể loại dance, EDM hay là có tiết tấu hơn. Nhưng mà nếu mà mọi người có để ý thì cái thời gian trước đó thì cái thể loại này nó rất là hot và được mọi người làm rất là nhiều, mà em không có làm, bởi vì em nghĩ là lúc đó cái khả năng của mình nó chưa đủ. Em mới quyết định rằng là trong năm 2020 này chính là cái thời điểm để mình có thể thay đổi. Tại vì mọi thứ của em nó đã sẵn sàng, em đã có 2 năm để em có thể tập luyện được những cái vũ đạo, và em cũng đã đủ những cái điều mà em có thể làm được một cái sản phẩm âm nhạc mà nó khác hơn. Và một cái điều quan trọng hơn nữa đó chính là em đã tìm được một cái bài hát mà nó phù hợp, mà nó có thể giúp em dẫn đến cái quyết định rằng là lần này chính là lần mình sẽ thay đổi trong âm nhạc. Nó như là một bài hát mà có thể muốn nói lên cái con người của em, và cũng như là đúng với cái định hướng của em trong cái thời gian này và sắp tới. Đó là em cố gắng làm sao để có thể đem được những cái điều vui vẻ, những cái điều hạnh phúc và những cái nguồn năng lượng rất là tích cực đến với quý vị khán giả bằng chính những cái sản phẩm âm nhạc của mình. Và như vậy có nghĩa rằng từ nay trở đi khán giả sẽ nhìn thấy một Đức Phúc hơi khác một chút. Như em nói, đây sẽ là hướng đi mới của em. Nó cũng không hẳn là như vậy, nhưng mà chắc chắn trong thời gian tới, trong cái tương lai gần thì nó sẽ là những cái ca khúc mà đem đến những cái điều rất là vui tươi, những cái điều rất là hạnh phúc. Để khi mà quý vị nhắc đến Đức Phúc sẽ là một cái chàng trai mà luôn luôn mang được những cái điều hạnh phúc và luôn luôn mang được những cái nguồn năng lượng tích cực đến quý vị khán giả. Thực ra nãy giờ mình cũng trò chuyện rất là đầy đủ rồi, thì chỉ muốn hỏi Đức Phúc thêm một cái câu hỏi nhỏ nữa là chị thấy trong cái MV đó cái trang phục nó rất là lạ, thì không biết là ai là người lên ý tưởng cho trang phục đấy ạ? Thực ra là trong cái MV Người ơi người ở đường về này thì em và ekip của mình cũng đã làm rất là nhiều thứ, và em hầu như là tất cả mọi khâu là em đều sẽ tham gia vào hết. Với những cái trang phục ở trong đó, trang phục học sinh hay trang phục cosplay thành các cái nhân vật V-pop, hay là cái bộ trang phục mà bộ hoa đỏ ở cái set nhảy thứ hai đó thì em cũng sẽ tham gia làm cùng mọi người. Cái bộ hoa đỏ thì là em có lấy cảm hứng từ một cái bộ thiết kế của nhà thiết kế người nước ngoài, người Anh, trong cái bộ sưu tập thu đông năm 2019. Em thấy cái bộ sưu tập đó nó quá là thú vị. Nó giúp em có liên tưởng đến một cái hình ảnh nữa ở Việt Nam mà rất là đặc trưng, đó chính là Ninja Lead. Nên bạn quyết định là quả này chơi luôn, làm như thế luôn và đưa cái hình ảnh đó lên cũng rất là hay ho. Và cùng với cái người thực hiện trang phục đó chính là stylist Khi Anh Nguyễn, chỉ trong vỏn vẹn chắc chỉ có 5-6 ngày cho 15 bộ đồ, tất cả full set như vậy. Phúc là người rất là giữ bí mật cho các sản phẩm ra mắt, không bao giờ chịu chia sẻ gọi là sắp tới em sẽ hát ballad hay là em sẽ hát pop dance hay là em sẽ hát EDM mà bạn ấy sẽ giấu. Cho nên mình có cố hỏi nữa thì nó cũng vậy, nhưng chị biết chắc em có hát thể loại nào em cũng vẫn sẽ tập trung đầu tư sáng tạo như vậy. Và đặc biệt là chị biết chắc chắn rằng nó cũng sẽ tích cực như tất cả những ca khúc trước đây mà em thể hiện. Và chị nghĩ là bây giờ không thể nào mà hợp lý hơn là chúng ta sẽ thay đổi không gian với một cái ca khúc mà Đức Phúc vừa giới thiệu, Người ơi người ở đừng về. Đừng nghe
biệt bạn. Đức Phúc đang nghe biệt bạn. Lâu nay chỉ gặp nhau đây, hay ta quên rủ nhau vậy? Nghe đâu lúc này bận lắm, chẳng đi chơi, chẳng đi chơi nhiều. Nhân đây chỉ kịp ăn tối, hôm nay cuối tuần rồi. Sao ta không gặp nhau cả lũ đi chơi, dù đi chơi mình sẽ xuống phố rộn ràng, ngồi ăn bánh xong uống trà, dẹp hết mấy thứ mệt nhoài, làm u ám bao ngày qua. Đừng cứ kiếm cớ đòi về, cuộc vui phải chưa xong mà. Mình còn tăng hai và còn tăng ba, đừng về trước nha. Người ơi, người ơi, đừng về. Làm sao để vui một khi bắt đi một người. Người ơi, người ơi, đừng về. Lâu lâu mới vui như vậy, bao lâu mới gặp lại đây. Nghĩa đừng về. Được Phúc đang hẹn được bạn. Màn trình diễn rất nhiều màu sắc, nhưng mà anh đang để ý ở trên sân khấu có rất nhiều những hashtag. Bạn ở ngoài cùng cho anh xem hashtag đấy là hạnh phúc. Em nghĩ cái từ hạnh phúc này đúng với con người của em và cũng là đúng với những thứ mà em muốn dành tặng cho quý vị khán giả. Tiếp theo, may mắn. Cái quãng đường mà em đi trong sự nghiệp âm nhạc này thì nó quá nhiều những cái lần may mắn. Ở phía bên này sẽ là hát mãi. Em dự định là mình sẽ hát tới năm bao nhiêu tuổi? Em nghĩ rằng là em sẽ không dự định hát đến năm bao nhiêu tuổi, mà em sẽ dự định hát đến khi nào mà em không hát được nữa. Dạ. Tiếp theo sẽ là hashtag nỗ lực. Tại sao lại là nỗ lực? Tại vì em nghĩ rằng là may mắn nó sẽ không đủ nếu mà em không có nỗ lực. Bạn ở đây cho anh xem chữ gì đây nhỉ? KTDL. Không thể dừng lại. Những cái thứ mà em muốn làm tiếp theo nữa nó sẽ còn rất là nhiều, nên em sẽ không thể dừng lại ở ngay cái thời điểm này được. Và cuối cùng đó là hashtag KTDI.
không thể đứng yên. Em còn rất là nhiều thứ nữa mà em muốn chinh phục, không chỉ riêng trên cái con đường nghệ thuật này mà còn rất nhiều thứ ở bên ngoài nữa, những cái mục tiêu cao hơn tiếp theo để em có thể theo đuổi nó. Có thể nói rằng tất cả những hashtag đây đều gắn liền với sự nghiệp của em và thậm chí là cả tương lai của em nữa. Dạ, đúng rồi ạ. Một lần nữa chúng ta hãy cùng cảm ơn vũ đoàn Echo và vũ đoàn Bước Nhây đã giúp Đức Phúc trong phần thể hiện vừa rồi. Anh cũng thay mặt tất cả khán giả chúc Đức Phúc là làm gì cũng sẽ thành công, đạt được tất cả những hashtag ở trên sân khấu như vừa rồi để làm sao em không thể đứng yên, không thể dừng lại và hát mãi. Đầu tiên là cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn chị Giang và cảm ơn chương trình bài hát đầu tiên vì đã làm ra một chương trình rất là tuyệt vời này để em có những cái giây phút mà chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quên trên con đường sự nghiệp của mình. Và cảm ơn quý vị khán giả vì đã luôn luôn ủng hộ Đức Phúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì ekip thực hiện chương trình có một món quà, một kỷ niệm chương để tặng Đức Phúc. Bài hát đầu tiên. Và Giang nghĩ rằng là 6 lá cờ vừa rồi sẽ mãi mãi vươn cao, vươn xa trên toàn bộ con đường sự nghiệp của em sau này. Và cũng cảm ơn Đức Phúc vì đã tới với chương trình bài hát đầu tiên ngày hôm nay. Và chương trình đến đây là kết thúc rồi. Hương Giang cũng xin được hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20:30 tối thứ hai hàng tuần trên kênh VTV3, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Người lòng tôi theo tiếng nhạc vang lên trong từng hơi thở tâm hồn, thả lòng trôi tôi với người cùng nghe chuyện tan thế.